กราบตรงโทxong quay đường thấy con đít lại thiếu đi trên Facebook của mấy anh già chị thấy để ra đầy đỉnh ô ngộ sao lạ kỳ đã qua rồi cái thời đàn lòng và ông sao chạy như khắp xóm để chờ trăng lên cao gồng gã là mày hò rèo cùng đốt pháo không biết chuột nhử mèo dẫn lên mạng mày nhử nhau trung thủ đời để là phải xách bồ ra phố trăng hôm nay sáng nhưng em ráng làm cho lố em phải sáng ngược trăng bởi vì số em quá khổ bình thường thì trăng cả lố nhưng ngày lễ lại không có bồ nói lại lần nữa tách này của cô nít cả mấy người ôm ấp nắm tay rồi hôn hít lo đi thả đèn chứ sao là thả tính nhà nghỉ cả xã mới bây giờ vào đã chết hôm qua ban bánh trung thu rồi ngày hôm nay ban bánh trung thu thì ngày hôm kia ban bánh trung thu và ngày hôm sau ban bánh trung thu lần nữa nghe hôm qua ban bánh trung thu rồi ngày hôm nay ban bánh trung thu thì ngày hôm kia ban bánh trung thu và ngày hôm sau ban bánh trung thu em ăn cơm gì chưa chiều nay anh đón nè đi xuân đêm cùng anh bằng tay năm ngón xòe đừng có để anh mong mấy đứa nhỏ bên sông nó có rủ qua chơi hỏng lẽ bỏ khơi khơi hiền lành chất phác lắm em ơi không tin anh lấy cõi lòng này xem chơi quần đùi áo trắng sơ mi đến nơi anh rước đốt để nhìn sao rơi qua có bố cho cô vô tính được bao nhiêu đi được của mấy đứa con nít tưởng đâu kẹo tôm béo bở thì kêu nhở mấy em ghé không cần phải quá là xinh chân chạy từ nít tiêu cái cửa trên như vậy cũng quá là kinh thôi thôi tao lại mày đâu ra thể loại này 2 ngày 20 đi chơi trung thu ăn lạnh giúp ngoại mày thôi tôi tao lại mày đâu ra thể loại này 2 ngày 20 đi chơi trung thu ăn toàn một cái giúp hôm qua ban bánh trung thu rồi ngày hôm nay ban bánh trung thu thì ngày hôm kia ban bánh trung thu và ngày hôm sau ban bánh trung thu lần nữa nghe hôm qua ban bánh trung thu rồi ngày hôm nay ban bánh trung thu thì ngày hôm kia ban bánh trung thu và ngày hôm sau ban bánh trung thu trung thu là tết của thiếu nhi mà sao người lớn lại thích đi chơi nhiều thì lại thích làm liều mà thích làm liều thì ra nhiều thiếu nhi trung thu là tết của thiếu nhi mà sao người lớn lại thích đi chơi nhiều thì lại thích làm liều mà thích làm liều thì ra nhiều thiếu nhi trung thu là tết của thiếu nhi mà sao người lớn lại thích đi chơi nhiều thì lại thích làm liều mà thích làm liều thì ra nhiều thiếu nhi.